Hôm nay em sẽ mang đến cho quý cô chú anh chị một phân khúc nhà trên 1 tỷ nha quý cô chú anh chị ha. Đó, thì nhà mình là rất tiện lợi nha quý cô chú anh chị ha. Nhà mình nằm ngay ủy ban thị trấn luôn nha quý chị ha. Nhà có sao mà nói vậy? Nhà mình nằm ngay ủy ban thị trấn Cần Duộc mình luôn ha. Đó, sau lưng rất nhiều tiện ích, giống như là trung tâm của thị trấn của mình nằm ngay đây luôn. Và mình cách ủy ban chỉ có 300 m thôi. Đường ngay ủy ban vô đây cũng chỉ có 300 m thì ngay đầu đường quốc lộ nha quý chị ha. Quốc lộ 50. Nhà mình á thì đường xe tải vào tới tận nhà luôn, nhà mình thì đậu được xe hơi 4 chỗ luôn nha quý anh chị ha. Đó thì giá nhà ở đây em đã bán hết rồi, chỉ còn một căn chủ muốn bán lại cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Nhà diện tích tới là 123 m² luôn quý anh chị ha, có view kênh luôn đó, có sân hông đầy đủ luôn, có sân trước đậu xe hơi nè quý anh chị mình, tuyệt vời quá ha. Đó thì quý anh chị mình vô nhà để xem trong nhà mình có gì ha. Đó đây là không khí Tết, em treo với anh chị một dàn đèn luôn, một cái dàn bông Tết đó ha. Rồi, đây là lớp cửa hai bốn cánh của mình nè. Đó, em bên em đã sơn lại màu trắng và nhẫn chữ vàng mới mẻ hết cho quý cô chú chị luôn ha. Nhà này là nhà chủ bán lại cho quý cô chú chị ha. Đó thì có sao em nói vậy, ở đây đã làm sẵn cho mình mái che luôn nè. Đó đây là khoảng không của sân trước của mình, thì sân trước mình đậu xe hơi ha, thì chủ trước á đã có làm sẵn cho mình nè, là một hàng rào bảo vệ hết dấu quý anh chị ha, rất là chắc chắn luôn ha. Và đắn thêm cho mình cái đèn chùm ở phía ngoài luôn, ở ngoài em đổ ra ngoài luôn ha. Chủ trước làm rất tiện nghi luôn, giá chỉ trên có 1 tỷ chút xíu thôi nha quý anh chị ha. Dán chút xíu em sẽ báo cái giá thực tế cho quý anh chị biết luôn ha. Rồi thì đây là không gian của phòng khách của mình, thì vẫn có lớp cửa 4 cánh nhưng những nhà sau những chị ha, nhà mình 2 lớp cửa bộ bảo vệ bảo mật rất là an toàn quý anh chị nha. Rồi đây quý anh chị mình thấy ha, về quý em Cường sẽ để lại cho quý cô chủ mới, sẽ để lại cho quý cô chị mình một ghế sofa luôn ha. Đó có tranh ảnh đầy đủ luôn, đây có đèn chùm luôn ha, hệ thống đèn led đầy đủ luôn ha. Nhà duyệt hợp sơn mới hoàn toàn rất là đẹp. Đây là dán gạch lên cho quý anh chị mình 1m2 luôn ha, rất quá tuyệt vời. Đây quý anh chị thấy về qua trang trí rất đẹp ha. Ở đây còn có khung gỗ nè, rất là đẹp ha. Đó rồi thì quý anh chị thấy là quá tuyệt vời luôn, còn gì nữa quý anh chị nha. Đó rồi tiếp theo đây quý anh chị mình thấy kế tiếp là toilet của mình nằm phía đây luôn nha quý anh chị nha. Đó phòng khách thì mình xuống tới toilet nha quý anh chị nha, rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Đó quý anh chị mình thấy nè, ở toilet thì đầy đủ cái trang thiết bị hoàn toàn mới ha, có thêm cái cửa sổ đó đối diện toilet ha. Đó là lấy ánh sáng vô đó ha quý anh chị nha. Đó quá là tuyệt vời luôn. Và không gian đây là không gian của phòng bếp, quý anh chị thấy là có cửa sổ luôn nha. Đó đây là kệ tủ nhôm nha quý anh chị nha, cửa nhôm em nói nhôm, bếp mình rất là dài luôn nha quý anh chị ha, có ổ cắm đầy đủ luôn, cửa nhôm luôn ha. Đặt bàn ăn ở đây nha quý anh chị ha, và ở đây đặt bàn ăn ở đây mình nhìn ra bên đây là có một cái view kênh của mình luôn nè, có sân hông nè, máy giặt để đây ha. Đây quý anh chị thấy nè, đó view kênh của mình, về đây câu cá rất là thoải mái quý anh chị ha. Đây view kênh thuộc phần sử dụng đất của mình ha, ở ngoài kia có làm một cái cửa ngăn cách bảo vệ cho mình luôn nè. Đó ở đây mình trồng cây nuôi kiển à, làm mái che nè, cái mái che sẵn cho mình luôn nè, rất tuyệt vời. Đó quý anh chị mình thấy à, rất là tuyệt vời nha quý anh chị ha. Nhà mình nằm ở quốc lộ 50 Công Thịnh nha quý anh chị ha, từ Công Thịnh xuống đây khoảng 1 cây số đó, thì từ quốc lộ 50 vào đây chỉ 300 m mà nằm sau ủy ban nhân dân thị trấn Cần Duộc luôn nha quý anh chị ha. Quý anh chị mình lên trên lầu nha. Rồi cầu thang của mình đây cầm gỗ quý anh chị nha, có đèn ngay cầu thang luôn, đấy sáng bằng đêm nữa ha. Quý anh chị mình thấy nè, rất là tuyệt vời. Công năng sử dụng của mình là 2 phòng ngủ và 1 toilet, đặc biệt ban mình có ban công phía trước luôn nha. Đó, đây có cửa sổ này, hành lang nữa nè. Đó, thì quý anh chị mình thấy nè, phòng ngủ mình có toilet, có cửa sổ nha quý anh chị nha. Đó, rất là rộng rãi. Quý anh chị mình có trà sẵn mình ha. Đó, rất là rộng ha. Hệ thống cửa gỗ, toilet, thì quý anh chị mình thấy nè, toilet của mình rất là sang xịn luôn ha. Ông của chính chị inox 304 ha, gạch ốp mét 8, đầy đủ cái trang thiết bị toàn, em thay mới hoàn toàn nha quý chị luôn nha. Đó phòng ngủ thứ hai, đó rất là sáng sủa luôn. Đó và đặc biệt đây là quý anh chị, đây cái điều đặc biệt của mình là đây nè. Đó quý cô chị thấy à, đó có bộ bàn cho quý anh chị mình nè, ngồi nhâm nhi nước trà nè, một dãy nè quý anh chị mình thấy nè, rất là ok không. Ban công mình rất là rộng rãi nha quý anh chị nha. Quý anh chị thấy nè, ở đây em làm cho quý anh chị mình một cái cầu thang đi lên mái che nè, và mình sẽ lấy ánh sáng và mình đóng lại ha. Ở đây em làm một dàn lá cây giả cho mình nè, nhìn rất là đẹp luôn, rất là full luôn ha, mái che đầy đủ sẵn luôn,
việc về dọn ở thôi, không có cần thêm làm thêm gì nữa ha. Và xin nhắc lại cho quý cô chú anh chị mình, vị trí là nhà mình nằm ở quốc lộ 50 nha quý cô chú anh chị ha, gần cầu Long Thành, cách cầu Long Thành chỉ 1 km thôi. Đó thì gần sau lưng ủy ban nhân thị trấn Cần Giuộc luôn anh ha. Nhà mình thì ở đâu có sao nói vậy ha. Diện tích chỉ có 1 tỷ 450 triệu thôi quý anh chị ha. Thì anh chị sở hữu ở nhà mình 100 mấy chục mét vuông. Đó có sân trước đậu xe hơi, xe tải vô tới tận nhà. Trong nhà đậu được xe hơi, có sân hông, view cơm, đó đầy đủ của mình luôn. Có ban công, đó view rất là đầy đủ luôn ha. Đó, và giá chỉ có 1 tỷ 450 ha. Quý anh chị mình nhanh tay gọi điện để được sở hữu những căn nhà cuối năm, là những căn nhà rất là rẻ này nha quý anh chị ha. Rồi xin chào quý anh chị.